tức quá cũng chết. Anh nhiều tin tức quá, dò tin tức sớm quá mình mua thì nó lại không có đúng như vậy. Dạ. Tại vì biết tới sớm quá mua xong rồi đợi tháng sau cái tin tức nó đầu nó mới thực hiện được. Lúc đó là cổ phiếu ra giảm biết bao nhiêu dạ. Bán tiêu rồi lúc rồi cái ổ sẽ quay lại cái giờ nó lên ào. Là như vậy thì mình anh cũng muốn là như Thắng nói là cái video nên cho trước ngày hôm trước như tối hay gì đó sáng đi mình rảnh đó mình coi. Mình nhưng làm mình phải canh nhiều khi anh là nhẹ coi sáng xong rồi mà coi sáng không bị ảnh hưởng người bạn biết sáng không cùng với cái đi làm đó như thế làm sao người lúc này như nói tôi lấy tới giờ anh ngồi bấm nha mở cho coi. Bây giờ online mình là tốt lắm. Thì điện thoại mình đặt lệnh trên điện thoại đặt bằng gõ luôn khỏi gọi điện thoại cho môi giới chờ gọi môi giới nhiều khi nó còn lâu nhiều khi nó bận hay nó mất mát gõ đặt lệnh đặt mua bán trên điện thoại luôn cứ ngồi trong toilet mình đặt mình mua mình đúng gõ ơi mua này mua gõ enter được luôn vậy bên gì đó nó khỏi cần phải gọi điện thoại nhiều khi gọi cho môi giới phải mất 5-10 phút rồi thì chưa đặt lệnh được bán còn này điện thoại giờ đặt lệnh trong toilet đặt mua đặt bán được là hết luôn đó là mình cần như kiểu của anh là chơi những cổ phiếu cơ bản thì đúng là mình chơi những cổ phiếu cơ bản chứ mình không biết nói chung là trung hạn tức là đầu sóng anh vào cuối sóng anh ra thế là xong. À, chứ giờ mình lời chứ là nhà không có chơi đỡ phải đau đầu óc rồi. Mấy cái bên lên chip rồi mình thấy là mình không có ghiền mà không khoái. Tệ nhất là bên lên chip là mình dưới 10.000 mấy cổ đó mua là mình thấy là đa số mấy người đó là phải đầu cơ phải cái tinh thần nó phải mạnh nó mới đầu cơ nọ. Nhưng không, cái đó là lời những cái lời nhưng mà chết là thê thảm. Nó xuống nhanh lắm, nó xuống ghê lắm. Thì nó có một cái đặc điểm do cái bước chị anh bước giao dịch nó từ 100 đồng nó về 10 đồng cho nên cái đội làm giá nó không làm được nó thoát ra cho nên những người mà mới vào chết phải đi là vì bởi vì chết nặng tại vì những năm trước ấy thì đấy là theo quan điểm của mình thế không ai nói là tại sao nó lại giảm thế bởi vì phiên nó giảm 20% rồi đúng không phiên giảm 20% ôi nó giảm 50% là đa số giảm 50% mà một khi mà bên đúng cái sóng của bên đi nó đánh ghê mấy người ta lại lớn nó quăng lên ào xuống mấy cái nhỏ lẻ đặt không kịp được chết luôn tiếc giờ vô cái thấy không phải là bởi vì cái bước sóng nó nhỏ quá mà các bạn lướt ngày xưa lướt chỉ cần 100 đồng là có lời rồi chen lệnh nhớ nhưng mà Cho xin phép anh mời cái chị áo nón chuối. Bởi vì cũng giới thiệu với anh chị là chị này thì là một trong những mà môi giới mà quản lý khá nhiều tài khoản khách hàng lớn ở chứng khoán BIDV. Mát tay hơn. Nên là được chứ là rất là mát tay, người rất là dễ tính, hiền lành. Nên là mọi thứ là rất là không có quá ngồi nãy giờ không nói gì hết. Nhưng mà em cũng xin phép là mọi cả nhà là hỏi ý kiến chị xem như nào. Bởi chị này thì sinh năm 83, 84 nhỉ? 84 hơn tháng 1 tuổi. 84 là tuổi con gì? Hơn chuột, dạ. Thì cho vài ý kiến thì như chắc là bị thấp rồi. Xin phép cả nhà thì em có một số cái ý kiến về thị trường như thế này. Tại vì em cũng là may mắn là được công ty giao khá nhiều cái tài khoản mà được những cái khách hàng lớn. Tài khoản VIP. Tài khoản VIP. Tại vì em vô công ty khá là lâu. Nên thành ra là cái thời điểm đó thì khi mà công ty là nó chuyển đổi mô hình á thì những cái khách hàng bên phòng em là được là em với Thắng là được làm hiện tại á đang làm cho phòng mà khách hàng VIP cho những cái khách hàng mà gọi là lớn của chi nhánh á thì khách hàng VIP thì nó như vậy chứ cũng đến trên đầu của tay là khoảng tầm mà 10 người trở lại đó là bên em tài khoản từ bao nhiêu tỷ trở lên gọi là VIP đây là bên em tính không phải tính bao nhiêu tỷ mà tính cái doanh số như vậy cái doanh số từ hiện tại là chi nhánh bên em là một khách hàng em quản lý là khoảng là vừa rồi là 500 tỷ là một năm không một người một người một năm nhỉ? Một người một năm 500 tỷ một người một năm doanh thu giao dịch gấp 10 lần lên cái gì nhưng mà cái vốn của họ tầm là ví dụ như là người ví dụ khoảng tầm 30 tỷ đi 500 tỷ tức là 50 tỷ của họ là bao nhiêu nhỉ? 40 tỷ một tức là giao dịch khoảng tầm là 40 tỷ một tháng. Thì 40 tỷ một tháng thì có những cái khách hàng thì ra cái size mà size tiền của họ rất là nhiều. Ví dụ các khách hàng đang là 150 tỷ hoặc là 200 tỷ hoặc là các khách hàng là 20 hoặc là 30 tỷ nhưng mà họ năm vừa rồi giao bên em có những cái chính sách rồi là hết sức là ưu đãi rồi là nâng cái đòn bẩy lên là 15-85 15-85 vào những cái nhịp mà vào thân gọi là thân sóng gọi là thân cá đó thì
vào những cái mã giống như là tưởng phải phải vào đầu cá thì thôi, cá là thân cá là ngon lắm, thân là ngon lắm, cá là bạn bạn đánh kiểu gì cũng có tê ba, và bạn thấy vừa sóng lên là đảm bảo tê ba, hai tê năm, tê mười. Vừa rồi năm vừa rồi thực ra là khách hàng bên em là có nghĩa là có lãi á, là giờ là vào cái nhịp giống như từ tháng tư tháng năm mấy á, mình đánh hoa sen hoa bát á, đánh có thể size lớn, có thể là 200 hoặc là 300, có thể vào thân cá là anh có thể quăng một cái lệnh nó vừa nó đã giảm, nhưng mà đến đến nhịp sau nó lại hồi lên lại, đó là cứng lớn là như vậy. Còn mấy tháng cuối năm thì họ là tài khoản trăm rưỡi tỷ và cúp nước kiểu đấy á hả? Đó là đến những tài khoản đầu tư. Còn có trường hợp ở đây em nói cái trường hợp này, bởi vì trăm tỷ chạy lâu lắm, trăm tỷ phải chạy 3-4 phiên. Còn có khách hàng là 100 và 200 tỷ á, là thường là họ không có phải giải hạn, không có giao dịch kiểu đó. Được. Họ sẽ nắm khoảng 3-40 cổ phiếu, và một cổ phiếu thì họ 30-40 cổ phiếu thì quản lý sao được? Là họ, nói chung là họ có một cái rất là giỏi thật. Em tự em quản lý cho họ hay họ là cả, họ thường là họ sẽ tự làm, họ tự làm chủ yếu bởi vì họ không muốn là mình can thiệp nhiều vào cái việc của họ. Tức là em chỉ có tư vấn thôi hả, mua cổ phiếu này mua cổ phiếu kia không, rồi đến lúc bán đến lúc chốt rồi. Em biết là một người mà mười mấy năm kinh nghiệm á, thật ra thì tụi em cũng chẳng phải tư vấn nhiều bởi vì là em sẽ gửi với những cái mã dòng hàng như là những cái mã mà bên em công ty nó có những cái báo cáo phân tích là những cái mã đất tiềm năng trong dài hạn, thì có thể em sẽ gửi cho họ, họ có kênh tham khảo thì anh có thể mua đầu. Nhưng mà 150 tỷ là họ đòn bẩy nữa thì thành 1.000 tỷ dạ mất hả? Họ không đòn bẩy ạ. Những người mà có cái vốn lớn người ta rất ít là không xài đòn bẩy. Bởi vì họ bảo là 100 đó là họ nói chứ bây giờ không cần phải nhiều kiểu như tụi em cú ít thì tụi em mới dùng đòn bẩy nhiều. Còn những người mà tiền nhiều thì họ ít xài đòn bẩy, thì họ bảo là cái tiền họ, thậm chí họ mua, thực ra anh biết cách họ mua rất là khéo. Một ngày anh cứ tưởng tượng như tháng là có thể đánh một lần là nhập một cái lệnh vô là 200-300 ngàn khối lượng, nhưng mà anh biết là khách hàng quen đặt một lần ngàn. Giả dích. 3 ngàn. Đó là kinh nghiệm. Đó là có thể, anh biết là trong vòng một tháng trời họ có thể gom được là 500-600 ngàn cổ phiếu. Không bảo diện. Mà cái cổ phiếu đó mà đến khi mà cái dàn hàng nhưng đấy là phải gom, tức là phải có phân tích trước. Anh cứ từ từ cho anh cứ để nói đi. Thì ý là em nói là cái kinh nghiệm của cái khách hàng của em. Tức là khi mà đến người họ gom khoảng tầm trong vòng một tháng rưỡi đến hai tháng, khoảng tầm tháng sau thì em cũng có làm việc với quỹ nước ngoài ở bên công ty khác. Nên nó gọi điện qua bên em, nó bảo là mày có số lượng cổ phiếu đó lớn hay không, có thể bán thỏa thuận cho quỹ được hay không. Thì bảo tại sao lại tụi mày không mua trên sàn, nhưng mà phải hỏi bên này. Thì bảo là cái cổ phiếu giống như là cái số lượng giao dịch trên sàn một lần còn có mấy chục ngàn thôi, mà bây giờ nó tụi bác mày mua khoảng 500-600 ngàn đó, thì nó sẽ đẩy giá lên, nếu mà không mua được thì không qua thỏa thuận bên em. Thế tức là khách hàng này luôn luôn được những cái quỹ nước ngoài á. Quý, bởi vì có rất là nhiều cách đấy. Bởi vì là có những cái mã giống như là vừa rồi nó có những cái mã như hạ tầng đi. Hạ tầng ví dụ như là mã hạ tầng, những cái mã đó là đánh giá là hạ tầng sang năm, sang năm tới tốt. Tức là họ cứ gom rẻ rất đến khi mà quỹ nào mà muốn mua là cứ mà muốn mua mà nó mua vài ngày, nó mua một lệnh thôi, nó không có thích kiểu mà đặt lệnh như mình thì nó lại thỏa thuận. Thường khách hàng thấy cảm thấy là giá thỏa thuận không phù hợp họ không bán, thế họ cứ để đó đến cuối một năm. Thì thực ra là giá thỏa thuận, nếu mà thực ra thời điểm đó mà bán đi đó, thì là ok, thực ra không có lời. Vì vừa bán ra xong một cái là công ty đó lại trả thêm cổ tức nữa, thì bây giờ là giá cổ tức và giá bây giờ lại cao hơn cái giá mà bán hơn nữa, thế họ tôi vẫn thua, bởi vì họ đánh giá hạ tầng sang năm vẫn có việc làm vẫn tốt. Tức là em bảo sao họ bán xong xong họ sao không, họ không bán, họ không bán, tức là quỹ trả giá có lời luôn trong ngắn hạn, quỹ trả giá mua nhưng mà họ cảm nhưng mà chắc là ít hả, tức là họ kỳ vọng, ví dụ như là kỳ vọng giá nhưng mà với quỹ trả nó không có đạt kỳ vọng của họ. Với họ ví dụ họ mua giá đó nhưng mà quỹ đạt, quỹ thường nó thường nó trả theo cái giá trên sàn giao dịch trên sàn, mà thường là thỏa thuận hôm trước và cái BVG ấy, thế giới di động ấy, thì và nó hở room ấy, thế hôm ấy nó cũng không biết ở chứng khoán nào, cái thằng môi giới của anh nó cũng gọi điện bảo anh mua, nhưng anh đang ở trên máy bay, tức là nó không, mà nó giờ tức là ngày hôm sau thì giao dịch thỏa thuận 3 triệu, em nhận là hơn 3 triệu, nó gọi điện cho anh, nó bảo nhưng mà lúc ấy anh đang ngồi trên máy bay, nó gọi được, nó 2:30 rồi. 2 giờ lúc giờ cuối giờ giao dịch nó gọi nó bảo, thế đến lúc thì sáng sau nó bảo anh ơi có cái bọn nó hỏi cái này có bán không,
vừa giá trần đấy, giá trần của hôm ấy là 177 3-4% mới có tiền. Bây giờ thì nó cũng sắp lên rồi, nhưng mà thực ra nếu mà ấy thì mình làm được một phòng. Xong anh bảo nhưng mà tức là nó không hỏi được ý kiến anh, đâm ra cuối cùng là đến sáng hôm sau đó họ gọi anh thì anh bảo bán đi thì nó gọi lại thì bảo bọn kia lúc ấy anh nhìn thấy sao thôi thì thỏa thuận, anh bảo chắc là không kịp rồi bởi vì đầu giờ sáng nó mới gọi. Là cái điều mà VFG thì tụi em cũng tụi em có tham gia, cũng có tham gia, cũng có biết, nhưng mà em nói là tụi em cũng bị fail. Thật ra bị fail tức là cũng có ôm, nhưng mà bị fail giống như cái đó là chạy lệnh á. Nếu mà anh không có chạy kịp á thì không có khớp được lệnh. Em nói cho anh hiểu, em có tham gia được. Sao không lại đây, tức là nó giao dịch trong trước. Em nói cho anh nghe, anh hiểu cái chuyện đó. Em là người ôm 200.000 cổ phiếu MWG để chạy cái hôm phiên hôm đó. Nhưng mà em bị fail, cuối cùng em phải xử lý theo chạy pháp khác. Nhưng mà em nói để các anh hiểu luôn, bởi vì có hai thứ, cái này là cực kỳ nó gom là nó phải thoát được em nói, bên thì từ anh cứ để cho em chia sẻ cho anh nghe. Bởi vì cái này là em trực tiếp làm và em biết đầu nào mua bao nhiêu khối lượng như nào luôn. Cái việc mà khi mà MWG chia cái phần mà cho cán bộ công nhân viên á rồi, thì là nó sẽ hở room ra cho khối ngoại rồi. Chia 7 triệu thì sẽ hở ra 3,5 triệu cho khối rồi, ngoại rồi. Trước khi cái ngày mà bắt đầu là sở nó mở ngày hôm đó thì nó đã có xét kèo với nhau trước rồi. Đúng rồi. Nó có xét tới chính xác, em biết là 28 kèo xét với nhau. SSI có 4 chính xác là 11 kèo, nhưng mà khớp cuối cùng SSI khớp được 1 kèo duy nhất. Bán Việt là được nhiều kèo nhất và HSC được 1 kèo. Em bên BDSC không dính kèo nào luôn. Bởi vì tức là do đặt lại đây thì từ anh cứ để em nói, em chia sẻ cho. Nó là như này. Đầu tiên xét kèo thì anh là DC hay là VC là quỹ đầu tư nước ngoài, rồi, anh sẽ mua của em. Rồi. Đồng ý hai người mua nhưng không cam kết, bởi vì khớp được hay không đó là do chạy lệnh. Chạy lệnh là thế này. Ngay đúng lúc 9:00 là bên sở nó mở cái là các kèo đó phải chụp vào nhận vào trước. Thì giống như kiểu là người đua, thằng nào chạy trước thắng được. Thì em nói hôm đó là ngày hôm đó là 3,7 triệu cổ phiếu khớp. Là HSC nó khớp được 1.080.000 cổ phiếu là lệnh đầu tiên của nó luôn, là nó khớp lệnh lớn nhất và HSC nó được ưu tiên lệnh đó. Lệnh thứ hai là 800.000 của SRI, là bên đầu SRI là cũng là của một khách hàng nào đó với lại DC luôn, cũng là một đầu mua thôi, nhưng mà là nó khớp vô ra lệnh thứ hai. Còn bán Việt nó khớp được 8 lệnh. Bán Việt khớp được 8 lệnh thì cái này là gọi là nhóm kín, em nói cho các anh chị biết luôn. Nó phải làm việc đây, sở. Nó chỉ cần chênh 1 giây, tức là giờ sở là 9:00, giờ bán Việt cũng 9:00, còn giờ những thằng khác 9:00 thôi, 001 thôi là đã thua lệnh nó rồi. Đó, bên trên sở nó xếp được cái em này. Có một lệnh 200.000 mà fail luôn. 200.000 khớp. Bởi vì em không làm việc với cái bọn mà không được luôn này, tức là em nói với anh là 28 lệnh là khớp cuối cùng là khớp được 11 lệnh. Tức là một lệnh của SRI duy nhất. SRI nó lớn như thế mà nó khớp được một lệnh 800.000. Không, như ý anh nói tức là anh không trực tiếp khớp với bọn kia mà có cái thằng kiểu như là cái người trung gian cũng không được luôn. Tức là em này cũng là có một thằng trung gian thế. Giá như là hôm ấy là khớp là nếu mà ấy thì là bao nhiêu? 170.000 một cổ phiếu. MWG 170.000 đấy. 170.000. Em lại thế tại sao nó lại mua cái cung giá đấy? Nó chạy lại tức là thế này, nó tìm được những cái deal lớn để khớp vào, bởi vì nó sẵn sàng. MWG nhiều lần em nói video chắc là anh có theo dõi, anh biết là nó sẵn sàng. Không, cái đấy thì anh ấy thì anh tập lâu rồi. Đây sau này đây em nói cho anh em biết là nó sẵn sàng mua, sẵn sàng mua với cái giá cao hơn 7% so với giá trên sàn để được là khớp lại với nhau. Thì bọn em là ăn cái chỗ đó. Ăn cái chỗ chênh là nếu bán trên sàn thì chỉ được 160 hoặc 163 thôi, nhưng trên kia nó đang sẵn sàng mua 170. Nhưng có một cái lỗi đó là nếu không khớp được thì thôi. Phải chịu. Nên là khi là mình phải ôm luôn. Nên là rất nhiều thằng dám gom, em là một thằng duy nhất dám gom luôn, dám gom ở vùng dưới để em bán được cho nó, nhưng em fail. Fail thì nói chung là bọn em ôm luôn, tức là sẵn sàng ôm luôn. Ôm thì bây giờ cũng lãi rồi, tức là lái. Về nguyên tắc ấy, tức là không khớp hôm ấy thì là kiểu gì nó cũng lên rồi, thôi. Đấy. Bởi vì sau cái chuyện khớp 3 triệu ấy thì anh nhận định là nó lại phải gom đủ 3 triệu rồi nó mới có chạy gì thì mới chạy. Thì rồi cộng lại thì anh bảo nó cũng sắp chạy rồi. Dạ. Anh cộng suốt cái thời gian từ cái khớp 3 triệu ấy đến các cái phiên giao dịch ấy, thì anh nghĩ là nó cũng sắp chạy, thì đúng là đợt vừa rồi nó cũng chạy. Thế nhưng mà thực ra cái MV đúp thì anh mua nó từ 1-2 mấy rồi chạy được mấy vòng, lên 1-6-5 anh bán, xong về 1-5 mấy anh lại mua. Thì anh cũng chạy được mấy vòng rồi, nhưng mà cái hôm ấy là các anh cũng hơi tiếc, không biết cái thằng ấy nó thỏa thuận kiểu gì. Nhưng mà nó lúc ấy nó bảo lúc khoảng 2:30 rồi thì nó bên một công ty chứng khoán hỏi em thì cái số của anh có bán không, anh
nhưng mà em gọi mãi không được, mà anh tôi đang đi chơi trên máy bay thì nó thì cũng tiện cái lời của chị Tâm sau đấy là nói chuyện là vui thế thôi. Em và trọng tâm đi. Dạ dạ, và trọng tâm nhé, em muốn nói với anh chị này này, thực ra thì đó là cũng là cái may mắn của anh chị hai chị em mà trong nhóm bọn em có một số cái khách hàng như thế, thì không phải là đó là một cái dữ liệu rất là quý và không hề thừa ở chỗ thế này này. Viết lại cái cuốn nhật ký đó sẽ tìm ra được rất nhiều những ý mà trong lồng trong những video em nói, nó nằm ở cả kinh nghiệm của em, cả kinh nghiệm của giá trị view nhật ký của anh. Anh là một người rất giỏi trên thị trường. Cái nhật ký em lấy ví dụ thế thì cái nhật ký đó nó sẽ phản ánh ra những cái thứ mà chúng ta cần học hỏi ở đó. Không phải tự dưng mà một người có nhiều kinh nghiệm họ ngồi họ nói cho chúng ta biết, nhưng chúng ta như bọn em được cái may mắn là có thể nhìn được lại những cái lịch sử của họ, để bọn em biết được những cái thứ là à trước đây họ đã mua cái này, tại sao họ mua cái này. Mình phải lấy cái não tư duy của mình ra đọc những cuốn sách rồi tư duy lại là à tại sao người ta lại giao dịch thế, thực địa trên thị trường chứng khoán Việt Nam họ đã giao dịch thế và họ đã được có kết quả. Thì cái đó từ từ bọn em sẽ gọi là cố gắng, không phải là công khai theo kiểu là anh này anh mua cái này này, không, em bọn em không làm thế. Làm điều đó là không có, tức là gọi là vi phạm quy định của nghề, nhưng bọn em sẽ chuyển hóa thành kiến thức của bọn em và bọn em sẽ từ từ mở ra cho các anh chị những cái đó. Cái này em dám hứa và dám cam kết luôn cái chuyện đó, bởi vì em đã từng có những thứ mà em đang làm nên những cuốn nhật ký kiểu như thế. Bởi vì trong một cái cuốn nhật ký á, thì người ta cũng có những cái họ giao dịch sai chứ không phải không, có những cái họ giao dịch đúng cái nhưng mà phần lớn khi kết quả kinh doanh, khi mình xung cái gọi là lãi lỗ đã thực hiện của năm 2016, 2015, 2014, 2013, thì đây có chị Tâm đây, có những khách hàng cứ mỗi năm đều đạt 50 tỷ tiền lời đấy. Anh trên vốn bao nhiêu? Trên vốn khoảng trăm dưới tỷ. Cứ đều đạn rất là năm nào cũng thế, phát sinh lời. Em thấy đó thế là xong rồi lãi 50 tỷ người ta có rút ra hay người ta lại cầm vào? Em có một số liệu thống kê, bởi vì em có rất nhiều nguồn dữ liệu thì em có thể nói với anh luôn là họ hiện tại đang có khoảng 200 tỷ gửi ngân hàng không làm gì hết. Nhưng có những khách hàng như thế, có trong đây 150 tỷ, có gửi khách hàng gửi chỗ khác. Không, nhà cửa đất đai. Anh đang nói tức là cái nguyên tắc, tức là ví dụ anh đưa vào 150 tỷ, nguyên tắc thì họ sao anh lãi 50 tỷ thì anh có rút 50 tỷ ấy ra không, sao anh chỉ để 150 tỷ không? Cái nguyên tắc đấy họ có những người thì là có công thêm là sẽ vào 200 tỷ để làm sao đánh tiếp đấy. Vấn đề là có tái đầu tư tiếp hay anh là... hỏi những câu hỏi rất là hay, bởi vì đó là rất là kinh nghiệm và chiến lược. Anh hỏi thuộc về chiến lược đấy, tại vì nó là như thế này này, thực tế mà nói ít nhiều thế, ví dụ tiền nhiều tiền ít đều phải có một cái chiến lược. Đây, ví dụ anh chỉ có 1 tỷ, anh bảo là tôi chỉ chơi trong 1 tỷ thôi, rồi tôi chấp nhận thua được gì đấy là ăn thua đủ trong 1 tỷ thôi. Còn nếu mà tôi lời ấy là kiểu gì tôi rút ra, còn nếu tôi lỗ thì không kể rồi. Rồi đây thì em chia sẻ với anh luôn thế này này. Thực tế mà nói á, thì khi họ đã không dùng margin, tức là với cái quan niệm đầu tư là đầu tư về mặt chiến lược rất là dài, đã không xài đến margin một đồng nào hết, tiền thật 100%, thì nó sẽ có một cái chiến lược rất là dài. Thì á, ví dụ như có thể là tất toán tài khoản ngay lập tức là không được, bởi vì tài khoản rất là lớn nên là tất toán không được, bởi vì khi cách mua mà nhỏ đó là cả một nghệ thuật nữa cơ. Thì bên cạnh đó thì cái chuyện mà rút ra lời hay không á, nó phụ thuộc vào cái rổ danh mục á. Cái danh mục đó đến thời điểm để mà chốt thành quả chưa, giống như cái cây đã ra quả rồi thì cái đó em nói với anh chứ anh có cản họ cũng chốt. Giả sử ví dụ như bọn em là người môi giới bảo là anh ơi nó còn đang nhiều tiềm năng lắm, trên kia nó đang đăng kia nhiều thứ thông tin lắm, nhưng đối với những người đó họ chiến lược rất rõ ràng, họ đã giao dịch như thế là đến lúc hái thành quả là họ hái, không có ngăn lại họ là được. Đấy, thứ, giao dịch theo kiểu các quỹ. Dạ đó. Cái thứ hai nữa là khi mà tại sao lúc nãy chị có chia sẻ là ví dụ khi họ ôm được một cục rồi, giao dịch một ngày trên sàn có 50.000 cổ phiếu thôi, nhưng ôm một cục 600-700 ngàn hay 500-600 ngàn thì quỹ nó không thể lên đây nó gom được, bởi vì nó gom nó đẩy ra lên trên trời ngay. Nhưng cái người này cái nghệ thuật ở chỗ là gom được mà giá vẫn giữ nguyên, đó là một nghệ thuật. Mà nhiều tiền như giả sử em mà cỡ em cầm lấy tiền nha, em nói với anh chứ em cua tay cái là nó hết nửa sàn luôn đó. Nhưng đối với người này em nói với anh giao dịch số tiền cầm trong tay rất nhiều như thế, nhưng mà dám nói với anh luôn là có những lệnh có 50 cổ phiếu, 100 cổ phiếu rồi. Đó phải đè giá và mua đến tận là không có chiến lược đè luôn. Em nói với anh là mua mà không có chiến lược đè, không chơi bẩn là đưa một đống nhà đè không, nha. Cái đấy không bẩn. Không bao giờ chơi kiểu đó luôn nha. Em đảm bảo với anh, em dám khẳng định với anh là những con người này không bao giờ chơi kiểu đó luôn. Và gom tức là cứ ở trong phương châm đầu họ là gì? Cổ phiếu này là cổ phiếu tốt, tôi sẽ khi nào mà thị trường yếu là tôi nhặt.
Tức là tôi thế chả... thì khi rút quân cũng phải rút rất từ từ, phải mấy tháng mới rút được. Chính vì cái chuyện mà cái rút quân từ từ nên họ lại mới có chiến lược là đến lúc hái thành quả, chạm cái hướng thành quả rồi là mỗi ngày họ cứ tỉa ra tẻng. Đó là chiến lược rất là hay của quý. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là thế này nữa này. Thực ra thì với cái vốn nhỏ nhỏ 5-10 tỷ giả sử như em đang quản lý á, thì nó không có tác động đó. Nhưng cái tác động nữa đó là cái tác động của cái người mà đúng như anh nói á, không có cái người giàu nào không có trí hết ạ, không có cái kiến thức hết ạ. Những người này có thể là sẽ ngồi ở đó trong đại hội cổ đông nói câu nào, hội đồng quản trị nhá, sẵn sàng là tha sai thư ký chỉnh lại cái đó, biểu quyết lại chỉnh lại những cái ý kiến đó. Và những con người đó thì em không tiện nói ra tên, nhưng họ nằm ở giải rác rất nhiều các doanh nghiệp trên toàn quốc. Em dám khẳng định ngay chuyện hiện đó luôn. Họ nằm ở vị trí, thậm chí họ chỉ giữ khoảng tầm 200.000 cổ phiếu thôi, nhưng cái vai trò của cái kiến thức của họ, họ có thể chỉnh này, à cái chỗ này phát hành airsoft như thế là không đúng này, à cái điều lệ này của anh không đúng này. Em đã từng được cùng với hội cổ đông như thế, được ngồi và được biết, được nghe người ta nói như thế. Nên có những thứ mà trong cái chiến lược thực ra là nhiều thứ lắm, nhiều cái thứ mà cái kinh nghiệm sách vở nó chỉ là một cái ý gọi là cái tổng quan thôi. Nhưng những cái thực địa mà đặc biệt nhá, em khuyến nghị tất cả mọi người là đã mùa đại hội cổ đông, nếu ai bớt chút được thời gian xin cứ đi đại hội cổ đông. Người nào nếu mà gọi là khó khăn mà vẫn thèm được đi cái đó mà không có cổ phiếu, liên hệ với em tìm cách cho mọi người vô đi đại hội cổ đông. Nên đi, nơi đó là nơi mà em chỉ nắm giữ khoảng tầm 1.000 cổ phiếu Vinamilk thôi, nhưng vẫn đứng lên được chị Liên, được tất cả những người đó, họ trả lời một cách đàng hoàng và coi mình là gọi là cổ đông nào, phải như cổ đông nào. Thì những cái chỗ đó là những chỗ mà mình hãy nêu những cái thắc mắc. Cả năm mình đang thắc mắc về cái chuyện mà mình tìm mãi không ra, nghiên cứu mãi không được. Hỏi chính cái người chủ tịch hội đồng quản trị, hỏi chính cái tổng giám đốc thì sẽ rõ vỡ lẽ ra một doanh nghiệp. Không chỉ đơn giản em không chỉ đơn giản chỉ là trading lướt kiếm tiền. Em có thể nói là em cũng là cái người rất ưa là thích đi tìm hiểu, đọc và nghiên cứu. Nên là mọi người hãy giả sử giống như anh này nói này, 10 cổ thôi. Còn thiên hạ nó có nói là ngày mai mà mua cái cổ phiếu đó có giàu ngay lập tức, xin thưa với mọi người cố gắng đừng mua. Cái điểm mà cốt lõi để giữ tiền nó nằm ở ngay cái chỗ đó. Em sẽ nói kỹ với mọi người hơn ở cái chỗ là nếu nó nói với mình như này, ngày mai mua cái cục đó giàu ngay lập tức, đừng bao giờ làm theo cái câu chuyện cảm tính đó, mà hãy làm cái thứ gì đó mà đúng như anh nói á, nó xét trong một cái đó. Giống như anh với em hay ôm thế giới động của thi công, ví dụ thế, em là cái tầm nhìn đầu tư ngắn hạn của dài hạn. Tức là mình lướt trong cái, sau này em sẽ nói chi tiết hơn, lướt trong cái ngắn của cái dài. Thì giống như con đường mà nó cứ đi theo một hướng á, thì dù anh có là người mà mới vào nghề hay là lâu vào nghề lâu, anh có mua sai vị trí đi thì anh chốt thành nhà đầu tư bất đắc dĩ á, thì cuối cùng anh cũng vẫn lời. Chứ còn nếu như trong 2 năm vừa rồi mà anh chốt dài mà chơi phải HAG thì anh mua sai chỗ, anh có mua đúng kiểu gì thì anh chỉ cần á, chậm một phiên giao dịch thôi là anh chết. Là FLC, KLF, HAR, FIT là những cổ phiếu mà thì gì? Em không có nói là đầu cơ đầu tư, em chỉ nói là cái chu kỳ của cái cổ phiếu đó nó đang ở chu kỳ cắm xuống thì mua kiểu gì cũng chết. Còn sau này á, đầu tư có thể thành đầu cơ có thể đầu tư, thời gian nó sẽ trả lời câu chuyện đó. Không được phân biệt đâu là đầu tư, đâu là đầu cơ, bởi vì đầu cơ đầu tư nó liên quan đến kết quả kinh doanh. 3 năm trước có những cổ phiếu có ba giá có 3.000, 4.000 thôi, hay là ví dụ như Hà Tiên 1, BCC có những thời điểm có 5.000 một cổ phiếu thôi. Nhưng lúc đó mà quy nó thành đầu cơ là không phải, bởi vì đơn giản đó, ví dụ như là BCC thời điểm đó nó làm ăn khó khăn, ví dụ Hà Tiên 1 làm ăn khó khăn thì lúc đó giá nó 3-4.000 thì lúc đó mình mua ở cái vị thế là sao, vị thế đang đi xuống thì mình không mua. Nhưng nếu mà phải nhận định được cái vị thế đi lên, và tại sao bọn em lại đưa ra cái khái niệm đó là thân cá, bởi vì cái nhịp mà gọi là từ dưới đi lên, cái nhịp đầu cá đó chỉ là nhịp hồi, và nhịp hồi nó luôn luôn có một cái kiểu là đang đi xuống, cái hồi lên, cái là xuống nữa. Nhưng để mà xác định rõ ràng cái câu chuyện tại sao mà em là người dự báo rất sớm về ngành ngân hàng, nhưng em ăn ít nhất của ngành ngân hàng, bởi vì em chỉ là gọi là đánh thăm dò thôi. Thì cái chuyện ngân hàng để xác định vào đâu là thân cá, nếu như ngân hàng nó là sóng của nguyên năm thì câu chuyện khác, giống như hoa sen Hòa Phát năm vừa rồi, giống như trước đó nó là ngành trước là dầu khí, trước nữa là không, banh cái đầu tiên năm 2014 là banh này, 2015 là ngành 15 là banh chứ. À 2014 là banh, 2015 là ngành không phải ngành chứng khoán. À, 2015 thì là các cổ phiếu lớn. Đúng rồi, vốn hóa lớn. À cái thoái vốn của SCIC, BMB này, rồi Vinamilk này. Rồi Vinamilk vừa hồi dẫn dắt thị trường đến. Đó, rồi đến năm 2016 là ngành thép.
thì đến năm 2017 là cái ngành gì quan trọng nhất em focus cho mọi người là đang lựa chọn tìm ra một cái ngành gì đó, và cả anh em mình là im lặng chơi trong cái group của mình là chỉ men theo cái ngành đó thôi. Em khuyến nghị cho những người mà đánh ngắn vừa lướt lướt ngắn đánh dài, không, lướt ngắn đánh dài nha, cái khái niệm lướt ngắn đánh dài chỉ em mới cho tôi lướt thì ngắn nhưng đánh thì dài. Mua sai đi chăng nữa, giá trị kỹ năng của anh, của bạn, của anh không mua đúng được vị trí nhưng mua sai một vị trí chót dại, mua phải chó đính chẳng hạn, ôm thành người đầu tư dài hạn bất đắc dĩ vẫn lời. Đó là cái giải pháp cho câu chuyện kiểm soát dòng tiền, tức là kiểm soát cái thua lỗ. Cái người mà người ta khéo léo, người ta mua được cái đáy, tức là mua được gần cái chỗ mà vùng thấp, người ta ăn được vùng cao thì tỷ lệ biên lợi nhuận người ta 20%. Mình thì kỹ năng kiến thức mình còn có hạn thì mình mua phải đính, mình ăn được 5%, 10% hoặc là hòa vốn. Hoặc nếu có lỗ đi chăng nữa thì cũng chỉ lỗ khoảng 5-3% thôi. Chứ đừng có chơi cái bài mà mua Hoàng Gia Lai giá 25 bây giờ còn 5.000. Đừng mua cái kiểu KLF giá 16 bây giờ còn có 3-4.000 thì đó không nhớ nữa, em không theo dõi không biết. Hoặc là FLC hoặc là HRR. Thì sau này có thể những cổ phiếu đó, ví dụ Hoàng Gia Lai khả năng cao, nếu em trong đầu em đang nghĩ có hai cổ phiếu mà đang là rác mà khả năng trở thành một cái sóng mới nhưng chưa xác nhận. Đó là STB cũng là một trường hợp mà em có nói với anh chị em, nếu ai có theo dõi video gần đây của em là biết STB. SHB cũng là một trường hợp sắp tới, ngày hôm qua là ngày cái phiên bắt đầu đang trong rút vào hơn 200 ngàn. Anh thì là đánh vét hết cả cái châu vàng của nó xong rồi anh đặt tiếp vào thì nó bắt đầu rồi thì nó bắt đầu chơi luôn cả hơn triệu cái cổ phiếu 4.8. cho em xin nói tiếp là em nói với anh chị là đó là những cái thứ mà anh hốt 4.7 lúc anh cũng không để ý, anh thấy tự nhiên nó dư bán 200 ngàn, trước đấy nó dư mua xong nó dư bán hơn 200 ngàn thì đây anh làm hai lệnh hết luôn của nó, xong lại anh đưa tiếp vào, nó bán tiếp xong anh lại đưa tiếp vào. Thế sau đấy nó không bán được. Anh Hải, em xin phép anh chút xíu nữa là để em nói nốt luôn là thế này này. Thì từ cái chỗ kiến thức á, thì tại sao mọi người phải lưu ý là em có cái tư duy như thế, nên em nói với mọi người là mỗi cái bài mà trực tiếp á, em đều có đưa ra những cái chuyên đề. Những cái chuyên đề công khai của em là những chuyên đề cái đầu tiên mà em đang hướng tới, đó là mới chỉ là bước gọi là nhập môn, nằm ở chỗ thế này này. Em đang làm tâm lý thôi chứ chưa có cái liên quan đến kiến thức gì hết. Tất cả những cái chuyên đề mà em gắn sau tất cả các video á, đó là gọi là xét lại cái tâm lý của mọi người. Cái quan trọng nhất thắng thua trên thị trường chứng khoán nó lại là cái điểm mấu chốt, nó lại nằm ở cái tâm lý. Tâm lý mà nếu như tham lam quá cũng chết. Tham lam quá cũng chết, mà sợ hãi quá cũng chết. Nên là cái câu chuyện là em làm tâm lý trước, đến những cái bước tiếp theo đây em sẽ làm cho anh chị là những cái chuyên đề gắn theo là những chuyên đề liên quan đến kiến thức. Kiến thức em sẽ đi vào cho anh chị những chi tiết, có thể nếu anh chị những người nào mà học cao em sẽ đưa cả kiến thức của CFA vào luôn cho các anh chị luôn. Từng mảng một. 200 video mà bây giờ mới có 3 mấy video nên anh chị yên tâm là sẽ nhận được những cái chuyện đó. Cái nào em không biết em sẽ về em học lại, em nghiên cứu lại và em chuyển hóa nó thành lời của em, theo cách nghĩ của em, cách làm của em. Nhưng em đảm bảo là kiến thức chuẩn để cho mọi người học hỏi cái đó. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là bởi vì có rất nhiều người không chỉ thuần là mặt về mặt học thuật nên em phải đan xen với việc là cập nhật thị trường để kiếm miếng ăn. Người ta báo có thực thì mới vực được đạo. Có miếng ăn hàng ngày thì mới bắt đầu mới xây dựng được cái chiến lược dài hạn. Không có những cái gọi là giao dịch ngắn hạn để kiếm được cái chút gọi là chút đỉnh. Ai tham gia cũng muốn kiếm chút lời. Nhưng mà có cái chuyện đó để kích thích mọi người là cùng góp ý với em, cùng xây dựng với em. Chứ bây giờ mà cứ ngồi mà nói kiến thức thì thôi thì đăng ký một cái lớp CFA đi học còn hơn, như nói kiến thức làm gì, đúng không nào? Bởi vì về mặt chi phí thì một lớp CFA cũng không quá là mắc đối với mọi người tham gia tài chính. Nhưng không phải chuyện đó, nên em cũng là mong là em cũng chia sẻ cái cách làm của em để mọi người cũng ủng hộ. Dần dần nó sẽ thành xét dần. Rồi sau này á, có thể những video mà của chúng ta là kín, nhưng sau một khoảng thời gian nào đó giống như kiểu là chế độ bảo mật nó hết á, ta sẽ làm mở. Bởi vì đơn giản đó là em muốn cái kín trong ngắn hạn để gì, để cho cái lợi ích của anh em mình được đảm bảo. Sau đó nó sẽ là những cái mở ra để gì, những kiến thức đó không phải là chỉ 40-50 anh em cùng biết, mà sau này mọi người sẽ cùng được tham khảo, cùng biết. Em sẽ đưa cái kênh mà em hay dùng đó, anh em đã đăng lại cái kênh đó, thì em dám hứa là trong 2017-2018 em sẽ làm đủ tròn 200 video để mọi người có thể là xem qua xem lại. Nhưng mà các video sau thì nói thật là nó sẽ chuyên nghiệp hơn các video trước, bởi vì giống như cái người mà đi cày đi bừa thôi, làm lúc đầu nó hơi loạn quạng, dần dần nó sẽ chuyên nghiệp hơn và em sẽ có những cái set cụ thể hơn, chi tiết hơn, nói gì làm gì nó sẽ nhanh gọn. Lúc đầu em đưa video một tiếng mấy, nhưng sau này chỉ còn 30 phút, có khi sau này em sẽ cô đọng khoảng 15 phút thôi. Anh chị chỉ nghe đó thắng vào và là ok, nói ngay lập tức là vấn đề gì đây trao đổi theo hướng nào, xong anh chị chỉ nghe 15 phút xong đấy, không tốn thời gian của anh chị mà lại cũng là gói gọn những kiến thức như thế. Đó là hướng của em làm. Thằng
dưới tiếng là được, nhưng mà xong mình xét mình trực tiếp xong á, dạ. Xét lại cắt những cái đoạn nào không cần thiết, dạ, đoạn dạ. Trời đó, dạ, rồi. Cắt bớt, dạ. Nấu cái video lại, dạ. Đưa lên thẳng tới toàn kèm dưới tiếng là dạ. Biên tập, biên tập, rồi. Có cái này anh hỏi em tí này, dạ. Thực ra cái này là rất khó. Thực ra đối với anh cái điểm vào ấy thì cũng có thể nhiều khi mình do kinh nghiệm mình cảm nhận thấy anh nhìn giao dịch chẳng hạn, thế nhiều khi anh biết là lúc nào cần vào và lúc nào mà bán ấy, thì là rất khó, tức là anh vẫn không hiểu những khách lớn của em đặt cái giá mục tiêu đúng không, thế nhưng mà có nhiều khi tức là nó không đến cái mức giá kỳ vọng của mình thì nó bắt đầu đảo chiều rồi, thì lúc ấy người ta có chạy không? Em thấy cách của họ giao dịch là ví dụ như là năm vừa rồi đi, ví dụ như mã đơn cử một mã như là EVE đi, tức là họ mua tầm khi mà em mới vào, hoặc là tự nhiên nó em nói rồi, tức là vượt giá kỳ vọng thì họ vẫn không bán, nhưng mà em thấy như này thì vì họ đánh giá theo về họ mua theo kiểu là xác định cái chiều doanh nghiệp rồi, thì họ bán cũng theo cái chiều doanh nghiệp luôn, nên là đây là khi họ mua tầm họ gom là tầm là 20 EVE mới lên đó là 29-30 gì đó. Rồi. Đó thì khoảng tầm mà khi mà EV lên tầm khoảng 40 á thì họ bảo là họ bán ra hết. Thật ra họ không bao giờ bán được đúng đỉnh, bởi vì họ bảo là EV thì như là nó thay đổi cái quy mô hoặc là cái mô hình được đó, là con bảo là thay đổi cái giống như là cái lãnh đạo nó đi theo cái hướng khác, họ cảm thấy là lợi nhuận năm tới nó không có đạt như kỳ vọng của họ nữa, thế là họ cảm thấy là đầu tư cái này là cảm thấy là ổn rồi, tức là họ đi ra rồi họ lại mua cổ phiếu khác, tức là họ nhằm nhìn vào cách mà lãnh đạo doanh nghiệp. Nhưng sau đấy EV hình như còn đi lên nữa. Dạ đúng, EV còn đi lên sau mấy sao anh không chơi cái cổ phiếu ấy, khách, một khách biết khác bên em đẩy nữa, đẩy tiếp tục lên 58. Thì khách đấy chết, cái khách đó cũng không chết bởi vì thoát chết, bởi vì đập ra cái lệnh sàn một phát là đập cái lệnh, chắc là nó thoát chết khách, như nhiều khách bán quyết liệt đó mình, nhiều khách không bán quyết liệt, nhưng mà vấn đề ở chỗ tức là vì tài khoản lớn quá chạy quyết liệt cũng không được ấy chứ. Đợt lên EV mà đạt mà mấy trăm cái là bên em đập ra một, bởi vì khi mình thấy là lãnh đạo doanh nghiệp là có cái xu hướng là nó thay đổi. Tại vì anh thấy mà chẳng hạn nó chạy ra anh cũng chạy thì làm sao, chẳng hạn ví dụ thế mà anh cũng là khách VIP thì sao? Thì hai thằng cứ chèn nhau chạy thế. Nó nhìn nhận ví dụ cái bọn đó EV 50 mấy nó cảm thấy là cái giá này nó không tốt, là do cũng nhờ kinh nghiệm như anh đánh thôi. Còn cái anh đầu tư 150 tỷ á thì em mới nói anh là anh vốn mấy là đã chạy rồi, bởi vì anh cảm thấy là lúc này khi mà nó ví dụ một năm thì có đầu cổ đông, ví dụ cái là cái chiến lược của công ty nó không có cái gì phát triển nữa, hoặc là tới cái đó là nó cảm thấy là năm tới thì chắc là lợi nhuận không có khả thi nữa, thì họ thấy này thì chắc là ra được rồi, tức là họ không có nắm nữa. Còn cái người mà cũng có nhiều khách khác học. Anh năm ngoái anh bị Vinamilk thế đấy, tức là mình kỳ vọng nhiều quá thì nó lên một năm mấy. Một năm mấy thì không, tức là mình kỳ vọng bởi vì cái game thoái vốn của lần đầu tiên. Yeah. Lần đầu tiên em không nhận, lần đầu tiên là tức là thứ nhất là 10 năm rồi thì bắt đầu mới mở room và thoái vốn không? Chân chứ anh nghĩ là cái đợt vừa rồi là SCC là sai lầm trong cái việc thoái vốn của Vinamilk. Thứ nhất là đáng lẽ anh chỉ mở đến